Đây, xin chào tất cả anh chị em nhá. Đây là cái cây lộc vừng mà cách đây vài tháng ấy tôi có cắt đi, phế đi một cái rễ này này anh em. Cái rễ này nó chùm từ đây xuống dưới đây này, xuống cái đất này, thì tôi cắt nó đi. Và hôm nay nó cũng đang kéo sẹo này. Đây, những cái vết đục trước đây nó kéo sẹo. Và tôi phế luôn cái cành này đi, để tôi lấy mặt này là mặt chính. Thì cây thì mình cứ phế dần anh em ạ. Mình phế luôn một lúc 2-3 rễ thì nhiều khi là cây nó yếu đấy. Bây giờ cây nó ổn định rồi thì tôi tiếp tục tôi lại phế đi một cái rễ này nữa. Cái rễ này nhìn nó rất thô này. Cái trong này nó có những cái rễ mà đẹp này. Những cây này sau này lên chậu thôi, không phải bàn nữa. Những cây này tôi sẽ giữ lại, là những cây cực kỳ giá trị luôn. Cái mầm này là cái mầm thở ấy, sau này tôi cắt đi, tí tôi cắt ngắn đấy. Thì giờ tôi cập nhật lại cái hình mà lúc tôi cắt hai cái rễ này, cái rễ này với cái cành này cho anh em xem nhé. Và hôm nay thì chắc tôi cũng cắt giật lại mấy cái cành này. Mình cắt giật cho nó khúc hiểu đó rồi, một thời gian sau mình uốn. Qua Tết mà tôi uốn cái này. Cái này mà uốn cái thì thôi tuyệt vời luôn. Xoay vòng anh em xem. Anh em thấy cái bệ nó vừng đã không? Quá đã cái này. Những cái đục nó đang kéo sẹo. Anh em thấy cái sẹo nó kéo. Bây giờ tôi làm cái này nha, xem cho vui nhá. Trước tiên là phế cái rễ này đi đã. Anh em nhìn nó rất thô
đây rồi, anh em thấy phê không? Đấy, cái đồ vườn hiện nay cực kỳ đẳng cấp luôn. Mặt này cũng đẹp lắm mà, nhưng mà rễ nó ra tôi đang lấp đất nó vào đấy. Sau này mình lên chậu là mình, cái đoạn này là mình cắt những cái rễ nhỏ đi cho nó nổ hết cái bệ này chứ. Đã. Lu cục. Nó có cái biếu ở trên này. Phải phế cái rễ này đi này thì nó mới có cái biếu này này. Nổ ra cái biếu. Sau những cái đoạn cái rễ này cắt đi rồi, mình đục cái này nó kéo sẹo nó thành những cái biếu này. Lấy cái mặt này là mặt chính. Cái này to đấy, cái này vanh gốc phải hơn 100. Mà nó chỉ cao này, 1, 2 gang, 2 gang, 3 gang, hơn 3 gang.